Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục từ ngày hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn một lễ tang quá đau lòng. Đó là lễ tang của đồng chí Bùi Quốc Tuấn. Đồng chí Bùi Quốc Tuấn không may đột ngột qua đời. Mặc dù đã được toàn thể các anh em trong đơn vị đã đưa đồng chí tới bệnh viện và cũng đã được các bác sĩ tận tình thăm khám và cứu chữa, nhưng đồng chí đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với tổ tiên. Đồng chí ra đi để lại cho gia đình những nỗi niềm tiếc thương vô hạn, để lại cho tất cả các anh em, bạn bè, đồng nghiệp những nỗi niềm tiếc thương vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Đồng chí ra đi để lại tất cả cho mọi người muôn vàn tình yêu thương. Không bao giờ có thể gặp lại một người đồng chí, đồng đội, gia đình không bao giờ gặp lại một người con ngoan luôn có hiếu với cha mẹ được nữa. Những giây phút nghẹn ngào, đau xót, chia ly đôi ngả, không biết nói gì, chỉ biết cầu nguyện cho đồng chí được mãi mãi thanh thản, ra đi được về cõi vĩnh hằng, được an bang mát mẻ. Thưa quý vị, cuộc sống vẫn luôn là như vậy, luôn có những nỗi đau mà không sao có thể lấy lại được. Cuộc đời này chỉ còn là những kỷ niệm, chỉ còn là những ký ức về đồng chí Bùi Quốc Tuấn. Bao năm nay bố mẹ đã hy sinh vất vả cả một cuộc đời để nuôi cho con mình khôn lớn. Sau đó đồng chí được nhập vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, và không may đồng chí lại đột ngột qua đời. Đây cũng là nỗi niềm tiếc thương quá vô hạn, không sao có thể bù đắp được. Thưa mọi người, âu cũng là số phận của mỗi con người chúng ta. Giờ phút vĩnh biệt chia ly cuối cùng, âm dương đôi ngả cũng chỉ biết nói rằng đồng chí hãy thanh thản ra đi, hãy về nơi yên nghỉ nghìn thu yên giấc, để rồi mãi mãi trên cuộc đời này mọi người vẫn luôn nhớ về đồng chí. Qua những tháng ngày đồng chí được rèn giũa trong hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam, thì đồng chí luôn chấp hành tốt những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, luôn luôn là một người đồng chí, người đồng đội được mọi người tin yêu, quý trọng. Nhưng tiếc thương, giờ này đồng chí lại ra đi với tuổi đời còn quá trẻ, để lại muôn vàn tình nhớ thương. Thưa các quý vị và các bạn, trong cuộc sống ai cũng vậy, ai cũng mong muốn tất cả gia đình người thân mình sẽ mãi mãi có cuộc sống yên lành và được mạnh khỏe yên vui. Không ai muốn người thân của mình phải ra đi mãi mãi không ngày trở lại. Giờ phút này đây, những kỷ niệm và những ký ức vẫn còn đây mà chẳng thấy người đâu, thật là tiếc thương vô hạn. Thưa quý vị, mong tất cả các quý vị chúng ta hãy dâng lời để niệm Phật, để cầu mong cho đồng chí được thanh thản ra đi, được về nơi yên nghỉ cuối cùng ngàn thu yên giấc. Tất cả các đồng chí đồng đội hiện tại cũng đang đưa đồng chí nuốt chặng đường cuối cùng, để mãi mãi từ nay âm dương cách biệt. Giây phút nghẹn ngào chia ly đôi ngả thì cũng chỉ biết
cầu nguyện cho đồng chí được về nơi yên lành. Bố mẹ dường như chết lặng khi nghe tin mình, con mình đã không còn. Bố mẹ của đồng chí thật sự quá xót xa và xúc động, nhưng cũng chỉ biết khóc và cũng chỉ biết nói những cái lời từ biệt chia ly xúc động. Ai cũng vậy thôi, cuộc sống này luôn là như vậy. Mong cho hương linh của đồng chí về nơi yên nghỉ, mãi mãi được an bang mát mẻ. Hãy phù hộ, độ trì cho gia đình, cho bố mẹ, cho tất cả người thân luôn được mạnh khỏe, luôn được bình yên trong cuộc sống. Cảm ơn các quý vị trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Mong các quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.